trải nghiệm và lái thử chiếc xe ben Hổ Vồ Siêu Chắc 8 tấn 61 hay là Hổ Vồ 8,61 tấn 2 cầu dầu đời 2022 lắp ráp 2023 nhá. Thì đây là phiên bản mới nhất hiện có trên dòng xe ben của Hổ Vồ và cũng là chiếc xe hiện đại nhất ở trên dòng xe ben 2 cầu dầu. Đấy thì hiện tại là em này đang có giá là 85 triệu cũng tải nhá, 85 triệu giá này hiện tại đang được giảm 40 triệu rồi. Và được tặng kèm theo gói phụ kiện đó là đây, khóa điện này. Đây các bạn em sẽ ấn luôn này, đó, khóa điện này, điều hòa. Cái này là cái ghế hơi, điều hòa và kính điện có tài nhá. Đó, kính điện, đấy thì là những gói phụ kiện hiện tại các bác tài đang được tặng. Thì xe này cho các bác tài nào chưa biết thì với tầm phân khúc đấy các bác tài bỏ ra 250 triệu có xe, thùng là 7 khối, thùng là 7 khối nhá, 7 khối. Đó. Cầu trước sau đều là cầu đúc và cầu trước thì là sẽ cầu 13 tấn, cầu sau sẽ là cầu 16 tấn. Và xe được trang bị con máy này là con máy 165 mã nhá, 165 mã lực. Đấy, 165 mã lực. Tất cả mọi cái trên chiếc xe này đều là những cái hiện đại nhất trên dòng xe ben hai chân. Đấy, chúng ta chỉ lăn tăn về giá thôi. Xe này sử dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nhá. Thì không để các tài chờ đợi lâu nữa, em Hoàng sẽ cùng trải nghiệm luôn. Đầu tiên đó là trước khi là lái thử hay là trải nghiệm xe ben thì các tài phải bật mát trước các tài nhá. Đây bật mát các tài nhìn thấy on này. Đó chữ on này. Bật lên các tài nhá. Em bật rồi. Tiếp theo là chúng ta cùng mở khóa điện. Mở khóa điện này. Hôm trước có các tài nào là bổ em là test cái cách âm của nó, em nói thì xe Hổ Vồ cách âm có tốt không ấy. Em không nhớ tên của bác cho lắm nhưng mà em nhận được câu trả lời câu hỏi của bác rồi. Thì bây giờ em Hoàng cũng test luôn cho quý tài nhá. Đấy, xe này có sẵn khóa điện này, kính điện này. Đó. Ở đây bác tài sẽ có hai chìa nhá, bác tài cắm trực tiếp vào đây. Đó, ở đây nó sẽ có 3 nấc. Đấy. 1. Đây 1 này, 2 này. Đó, bật lên thì đèn sẽ bật. Ở đây thì có tài quan tâm xem là hai cái này. Hai cái này là hai cái bình hơi này. Bình hơi này, khi mà nó chưa đủ hơi thì ở đây sẽ có cái đây, nó có những cái chầm chầm ra. Cái này là báo dầu nhá, báo là xe chưa đầy dầu nhá. Cái này thì là xe báo là chưa đủ hơi nhá. Đấy. Đây là hai bình hơi chưa đủ này. Tí nữa đây bây giờ em Hoàng chuẩn bị nổ máy luôn này. Đấy em Hoàng cùng kéo kính lên để cảm nhận cái cách ốc của em nó. Và chúng ta cùng nổ máy nhá. Đó, em Hoàng vừa nổ máy xong đấy. Tài có thấy tí không ạ? Và chúng ta cùng ga nhẹ đây nhá. Thì đây là mức độ cách âm của cabin nhá. Xe này thì sử dụng hộp số 2 tầng, 6 8 số tiến, 2 số lùi nhá. Với 2 tầng, tầng rùa, tầng thỏ. Đây là tầng thỏ này, đây là tầng nhanh này, đây là tầng chậm này và có cả rùa thỏ nhá, tức là xe có sẽ có hai hộp số phụ. Đây bây giờ em Hoàng nổ cho nó đầy hơi đi, cho nó khỏi tít thì không tải. Đó. Các tài thấy đầy hơi không ạ? Đầy hơi thì đầu tiên là cái ghế này, ghế hơi của bác tài này nó sẽ đẩy lên nhá, nó sẽ nâng dần lên. Xe dấu hiệu xe gần đủ hơi. Tiếp theo là hai cái 1-2 ở đây, đèn báo 1-2 ở đây là nó sẽ mất luôn. Và cái theo đèn cảnh báo nó không còn kêu nữa, chúng ta sẽ đủ hơi và có thể đi được rồi. Nhưng các bác tài nên nổi mức 8 nhá. Đây, về cái độ nhạy chân ga thì đây em Hoàng ở nhớ này. Đó, khá là nhạy đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Xe này được trang bị cảm biến chân ga là các bác tài nhá. Đó, cáo cảm biến chân ga này, đây, các bác tài nhìn này. Đấy, xe tất cả xe Hổ Vồ đời mới này đều có cảm biến chân ga hết rồi. Đây là chân côn này, đây là chân phanh này. Phanh hơi lốc kê nhá. Đó. Xe này có sẵn điều hòa, nếu có tài nào thấy nóng thì bật có 4 nút quạt gió, bật cái đó hết cỡ lên và bật xoay đúng chỉnh điều hòa này. Đây là cái lạnh cao nhất này và nhớ bật cái này các bác tài nhá. Đó, là được. Đấy. Đấy. Các bạn vào số thấy ok không ạ? Đấy, khi vào số các bác tài nhớ đặt côn giúp em nhé. Đấy, con này thì nói chung là thời gian đầu vào số ấy thì là các bác tài sẽ cảm nhận nó hơi dai một tí. Và Hoàng cũng cảm nhận như thế luôn. Đấy. Về nâng hạ ben ấy thì đây em Hoàng nâng hạ ben luôn các bác tài nhá và hướng dẫn các bác tài luôn nhá. Và chúng ta đạp chân côn này, đạp chân côn này. Núng cái cóc ben đây này. Đó, cái cóc ben của dòng Hổ Vồ đây. Đây cái ký hiệu này. Đó. Các bác tài nghe tiếng tít 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 không ạ? Đó, tít tít nhá.
cái tay trang đây, quan tài có cái này các bác kéo lên. Đấy, quan tài kéo lên phía trước này. Và xe nâng nâng nhanh nhá. Muốn đạp nhanh, muốn nâng nhanh thì quan tài đệm thêm tí ga vào. Đó là nó lên. Đấy, đã nâng kịch ben rồi thì bác tài là cho về núm giữa này. Nhiều bác tài hỏi em cái núm vàng vàng này núm gì này. Thì cái này là đây là nhanh chậm nhá. Các tài kéo lên như này. Đó, kéo lên như này là sẽ lên chậm. Cái này sẽ nhanh nhá. Đó. Đây là phanh tay. Số. Đây bây giờ em Hoàng sẽ xuống ben và mở cửa ra để cho bác tài trải nghiệm tiếng máy nhá. Đấy thì đây là tiếng động cơ của xe. Xe trang bị khối động cơ 165 mã lực nhé, 165 mã lực, kèm theo là số 2 tầng. Có 2 phụ, ở đây là một phụ này, đây là phụ thứ hai này. Đây chúng ta nhìn thấy không ạ? Đấy số 2 tầng. Phụ này sẽ là phụ 13 tấn cho tải nhé. Không được chính cũng là số phụ số 13 tấn luôn. Đó. Nói chung về cái máy thì em này là so với trên dòng hổ vô 845 cũ ấy, thì là đã gọi là nổ êm hơn rồi. Êm hơn rồi con quý tài nhá. Hay ra với công số thì chất khỏi bàn rồi. Đây con tài nhìn này. Đó giờ nhất là những cái con ốc này, ốc bánh chậu này. Gọi ốc sọ, con tài hay gọi ốc sọ trông to hơn rất là nhiều nhá. Đó, phụ này phụ to hơn 13 tấn thế này. Đây là ống xả này. Ống xả này nhờ hôm trước thì em Hoàng cũng lên video đấy, đúng không? Gửi tới phía tài là chút cái ống xả này các bạn có thể về chế thêm nhá, rất là đơn giản thôi. Nhú giảm chấn này. Con máy này là con máy cao như to nhất trên khúc lại chân rồi. Nói chung mọi cái trên này thì cái gì cũng là nhất luôn rồi. Trừ cái ống xả ra thôi. Đấy, chân ga em Hoàng quay lại ở nữa này, có cả bể chân ga này. Đây dành cho bác tài là hôm trước hỏi em là xe có cạnh âm tốt không nhá. Thế mà là sẽ đóng cửa lại một lần nữa để cho bác tài cảm nhận. Đó. Khoang cabin khá là rộng rãi. Nói chung là xe này cạnh âm khá tốt đấy. Đây em Hoàng là ga lên hết cỡ luôn nhá. Chúng ta ga dần nhá, không nên ga thấp quá nhá. Đó. Xe cửa sổ trời này. Trong tiếng máy khá là ok này. Cái này là hơi đã lên tới cao nhất rồi này. Nhiều bác tài hỏi em cái này là cái gì. Đây này. Đấy các tài nhìn rõ không ạ? Đó, cái này là cái gì? Thì cái này là cái báo khí thải các tài nhá. Hiện tại là xe đang đổ hơi thiếu ure một tí nên là hơi thiếu ure nên là các tài cần phải bổ sung ure hoặc là cắt đi thì nó mới hết cái đấy được. Đây bây giờ em hoàn tạm tắt máy ạ. Thì đây là chương trình về trải nghiệm thực tế của xe này. Thì không biết là bác tài nào muốn Hoàng, em Hoàng trải nghiệm về những cái gì nữa. Em Hoàng sẽ lên video cụ thể sau nhá. Và cuối cùng là bác tài nào lấy xe nhớ ủng hộ em nhá. 85 triệu cho hẳn. Loại bánh thì tầm khoảng hơn 82 một chút thôi. Và số điện thoại của em là 0383 368. 82 này thì còn tùy từng khúc và tùy từng hồ sơ nhá. Bác tài nhá, không phải là ai cũng lăn bánh 82, 83. Có bác ở lăn bánh cũng hơn 83 đối với loại hình công ty, doanh nghiệp hay là biển vàng bác tài ạ. Đấy, thì cuối cùng là em Hoàng xin kính chào quý tài nhá. Địa chỉ giám xe của em là ở Trương Mỹ Hà Nội đây. Phú Lê Trương Mỹ Hà Nội và em Hoàng xin kính chào quý tài.